Đấy, xem bạn đây chuẩn bị là đánh dấu đây nha các bạn ý này. Mình sẽ quay về cái đánh dấu trước nhá. Đấy, thì là miếng sau luồn qua dưới thì mình mới biết cái cứng nó ở đấy được. Là cái thanh sắt, cái vị trí thanh sắt nó là nằm ở vạch kẻ đấy. Thì bắn thì nó mới chuẩn được nhá. Thì mình cũng quay một chút ít này đó, khi nào mình sẽ có dịp mình sẽ quay là các loại máy cho các bạn xem nhé. Vừa đi xây vừa quay cái này một tí, là mong là các bạn là ủng hộ và giúp đỡ cho mình nhá. Giờ thì mình cũng xin phép là kết thúc cái clip này là tại đây nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng các bạn đã đến với huyện Lộc Bình. Hôm nay thì mình đang có mặt tại chỗ làm mình ấy, thì là đang thấy mấy anh em là bắn tôn, nên là thấy có cái điều này hay hay, đó là có bắn tôn thì có chiếc dây thừng sang đu để giữ ấy. Mọi khi thì mình cũng hay đi bắn tôn nhưng mình không biết là làm như thế này đấy. Mọi khi là cứ đứng ở trên bắn thôi, không có dây bám đu để giữ người ấy, chống trôi ấy. Đây là một cái kỹ thuật và cái kinh nghiệm nó có vẻ là hay hay đấy các bạn ạ. Các bạn xem clip của mình thì hãy ủng hộ cho mình nhé. Hãy xem học theo kinh nghiệm của anh là thợ tôn này. Mình cũng vừa xây, vừa đi bắn tôn mà vừa lắp điện, nhưng là mình không biết cái kiểu là như thế này, buộc dây ấy. Đây, hiện tại chỗ mình là đang ghép sàn này các bạn. Bố để con qua một cái. Đây, mọi khi mình đi làm thì cũng thấy ít khi có anh em là lấy dây như thế này đấy, đa số là lấy ván các kiểu gác sang đây. Cái kỹ thuật này là các em anh em đã xem rồi nên là học hỏi nhá, để lấy kinh nghiệm về bắn tôn sau này ấy. Đấy, trước tao đi bắn này có treo dây thừng hay đâu. Nếu tao đứng trên kia bắn này mà. Nha, không ấy. Ta lại đặt ván sang thôi, bắn một hàng chân sang dưới, đặt ván sang bắn trên thôi. Đấy. Đấy, còn ông chủ nhà này còn phải vác tôn này. Xong rồi đóng hẳn chưa? Chủ vẫn làm ấy. Chén xong rồi thì đóng thôi. Cứ đóng cây trống thôi đấy. Đóng cây trống kìa. Đóng rồi con kia xuống mà. Rồi, xong rồi. Cứ ấy cây trống thôi, lấy cây trống về đóng luôn. Chiều bắn tiếp đấy. Thế bảo Quang về thịt gà đấy. Thế Còn phía bên dưới là anh em thợ của mình thì là đang chát cửa. Người làm trên, người làm dưới. Tôn như thế này cũng phải cần một người là khỏe mạnh thì mới lôi từ dưới lên được các bạn. Tới này bán ngói vít thì ngói sóng ngói vít kia thì truyền kinh nghiệm cho tí vào. Đơn giản. Vỡ tầm chục viên đấy ngay. Dạ. Mày ngửa lên nhấm xuống xem nó có thủng được đinh không? Nó sẽ có thủng được đinh không? Nhấm đấy, nhấm cho đinh cong đi. Đấy là vạch xăng, thế là để đánh dấu đấy, không? Tiếp quá mình đang trên cao nên là không sáng xem quay được sát được. Đi học nghề tí. vết đánh dấu ở đầu sắt trước ấy. Đầu sắt bên này là có đánh dấu trước, tí nữa là sẽ úp ngói luồn ngói bên dưới thì mình sẽ là có biết là cái mốc của thanh sắt nó là nằm ở đấy đấy các bạn. Đấy là một cái là kinh nghiệm của là anh bắn tu này. Mình nhìn thấy như thế mình đoán đi trước một tí thôi. Đánh dấu ở đầu sắt kia rồi đấy. Trên ở cuối tấm tôn đấy. Ở cuối đây đã đánh dấu trước rồi. Sau tấm thứ hai là luồn vào bên dưới. Luồn vào bên dưới tấm kia thì là mình sẽ có là cái cứ ở đấy rồi. Cái chỗ gọi là cái điểm là mình biết là cái thanh sắt nó ở đoạn nào ấy. Thế cứ bắn thế mà không cần phải căng dây gì hết. Lên đi. Đây bắt đầu là xỏ cái tấm tôn này qua bên dưới đấy. Nghiêng chéo từng đầu một nhé. Để mạnh vào, sập mạnh vào. Xem ông bạn đây chuẩn bị là đánh dấu đây nha các bạn, để ý này. Mình sẽ quay về cái đánh dấu trước nhá. Đây thì là miếng sau luồn qua dưới thì mình mới biết cái cứng nó ở đấy được. Thế là cái thanh sắt, cái vị trí thanh sắt nó là nằm ở vạch kẻ đấy. Thì bắn thì nó mới chuẩn được nhá. Thì mình cũng quay một chút ít này đó, khi nào mình sẽ có dịp mình sẽ quay là các loại máy cho các bạn xem nhé. Vừa đi xây vừa quay cái này một tí, là mong là các bạn là ủng hộ và giúp đỡ cho mình nhá. Giờ thì mình cũng xin phép là kết thúc cái clip này là tại đây nhá. Chào tất cả mọi người nhá.